Chào đồng chí, hôm nay chúng ta sẽ nấu món cà ri gà theo phong cách miền Trung nha. Miền Trung thì sẽ hơi đậm đà hơn so với miền Nam. Miền Nam thì mình ngọt quá, không ăn được. Ta miền Trung hay ăn đậm, miền Bắc thì hỏi ăn nhạt hơn. Thôi, miền nào thì ăn miền đó. Bây giờ làm nha, gà này. Gà đi là trước khi bỏ vào hộp là rửa sạch sẽ rồi rồi chị ta rã đống luôn ạ, chặt ra thôi. Nguyên liệu sữa tươi không đường này, sả này, khoai này, sa tỉ hành này, hành tây này, nước cốt dừa và bột cà ri. Gà chặt nhỏ luôn ạ, bí dư hành hành với tỏi là ta băm nhỏ lại cắt đỏ tí nữa ta thì dùng nước để ướp. Sả thì mọi người là cũng đập nhưng mà không băm nhỏ để thơm thôi. Gia vị này có một thìa cà phê muối, hai thìa cà phê đường và mình có một chút bột nêm thực dưỡng bỏ vào đây, hai thìa, không bỏ mì chính đâu. Sa tỉ hành chúng ta cho hai thìa nhá, bỏ ít thôi không cay bọn trẻ con nó không ăn được. Và bột cà ri, nấu cà ri thì phải có bột cà ri chứ, chả cái gói nữa rắn mà bóc mà cũng được á. Rửa hè thì mọi người cứ bỏ hai ba thìa cho thơm này, bởi vì cứ nấu cà ri gà mà phải thơm chứ. Hành tỏi bỏ vào trong cái khăn rồi xong rồi vắt lấy cái nước mà ướp nè. Cái bà nữa đừng có đổ hay, các đồng chí là phải biết tiết kiệm tay rửa sạch đó. Dư là bóp 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 nữa cho ướp cho đều nè. Đấy từng ní là khoảng tầm 7 thìa sữa tươi không đường nha. Lại trộn đều sữa tươi không đường, mục đích là hẳn mềm gà và hẳn thơm gà. Ướp 30 phút. Còn dư nước dừa này, nước dừa quả dừa đi mua bờ lù này 8.000 quả mà được tí tí nước. Tí nữa ta bỏ vô trong gà cho thơm. Đó, có tí rồi nè. Rồi bây giờ là ta bỏ dầu ăn xong cái khí cái xả nữa lên cho thơm, thật thơm. Chỗ thơm rồi thì bỏ tí cái bà hành nữa vô nhá. Các đồng chí là phải biết tiết kiệm, không được hoang phí. Bác Hồ dạy rồi, nên là dừng bỏ cái bà nữa vô. Phí thơm xong là bỏ bột cà ri gà vào, ta bỏ thêm thêm một chút cho hắn vừa lên màu này, hắn lại thơm cái mùi cà ri này. Như tay sạch đấy nhá, sạch rồi mới bốc nữa đó, cũng phải từ dưng mà bốc mổ. Bốc bỏ vô, đào cho thật sắn gà. Đừng mọi người đừng có đào qua quá nhá, phải bảo thật sắn, gà sắn thì mới ngon được. Xong thì bỏ cái nước nữa nè, đừng có đổ nữa, hoang phí lắm. Xong rồi, bây giờ là chỗ thơm thơm sẵn sẵn rồi thì bỏ nước dừa và nước lành vào, bỏ sắp sắp một chút. Các đồng chí là bỏ thêm nha, đó là túi là bỏ hơi ít á, rút kinh nghiệm người đi trước. Thế, còn đấy là khoai thì ta ngâm tí với mỏi, mục đích là để cho khoai hắn trắng, hắn bị thấm, tí nữa ăn hắn nhìn đẹp mắt. Khoái xong rồi là bây giờ ta rán quá nhá. Mục đích rán khoái là để cho nó cứng khoái, khi ta hâm cùng với cái cà ri gà ấy thì nó không bị bở khoái. Đó. Mà rán tỉnh quá quá thôi. Ôi chả ơi, bé có nghe cái mùi thơm. Ôi xin lỗi các đồng chí, có người thấy mùi thơm không? Bốc lên ạ. Cái sản này chứ đem quăng thôi, không có mục đích chi nữa cả. Tí nữa ăn lào nhào trong mồm á. Xong rồi dừng bỏ khoai vô, hầm một hồi cho hân mềm. Khoai là ra cái ngọt của khoai làm nước hân cũng ngon hơn. Và hút cái mặn này dư ta nấu. Sâu sâu rồi trộn mặn nữa nè. À quên, trộn mềm được là được nè. Dư bỏ nước cốt dừa vô, ta bỏ rửa thôi. Miền Nam họ bỏ thêm cả sữa đặc nhưng mà thôi, không ăn được, ngọt quá khó ăn. Bỏ vô xong nên bỏ cái hành tây mà cắt mũi cáu nữa vô nữa. Hành đi nhanh chín, bỏ tỉ được thôi. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Xong rồi, ăn với cơm trắng hoặc là bánh mì nha, rường được hân cùng hợp. Mời mọi người, mời các đồng chí.